chở các bạn kinh xe phong cách 24 giờ. Lead 105 Resso bất ngờ xuất hiện. Honda Lead 105 2016 hay còn gọi là Lead Thái, mẫu xe đang được rất nhiều bạn trẻ săn đón tại Việt Nam vì kiểu dáng mẫu mã rất bắt mắt và thiết kế góc cạnh. Cụ thể, Honda Lead 2016 được trang bị động cơ ESP Standard phun xăng điện tử, dung tích 125cc. Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, động cơ trên chiếc Lead 105i 2016 còn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới, được trang bị nhiều tính năng nổi bật và ưu điểm trên chiếc Honda Lead 2016. Nhận xét là mẫu xe hoàn hảo, đáng để lựa chọn hiện nay, nhất là rất phù hợp với nhiều đối tượng nam giới yêu thích phong cách mạnh mẽ và cá tính. Tuy nhiên, phiên bản Lead 105 Resso trên đây với gam màu cam độc quyền của đội đua Honda Resso tại Kiên Giang đã khiến không ít bạn bất ngờ vì nó quá đẹp so với bản độ khác tại Việt Nam. Nhìn chung về ngoại hình không có gì khác biệt so với bản thường, vì đây chính là bản độ sơn tem công nghệ Airbus do xướng độ DN Pan Kizhi thi công. Tay dắt thì đen bóng nhìn cực chất, ô đô vừa chạm 5 km, dàn chân nhìn rất cứng cáp. Logo Lead 105i được sơn sắc sảo kèm theo màu sơn bóng như kẹo ngọt. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.